Em tên là Huỳnh Đức Huy, nickname em chơi tên là Legend. Em năm nay 22 tuổi, em đến từ Việt Nam. Banana như là nhà tài trợ kim cương. Vâng, sẽ bắt đầu rồi. Đây gần dưới deck hawk có con gas, ở đâu phải có gas, có con gì? Hunter. Nguy hiểm quá, con hawk vào trụ rồi. Vẫn có hai đập đến từ con hawk. Hawk lại leo lên là nhanh vậy. Hai con bé kia ghi gì là như nào? Thế hai cái thẻ kia là nó ban thẻ đấy. Nguy hiểm quá. Hai cái deck này thì mình nghĩ là cái deck của thằng trứng này nó lợi thế hơn. Vì con Hunter trong cái bài này nó lại hơi khó. Hawk vừa con mini P.E.K.K.A lại vừa gas nữa thì không, với con IC nó chặn con Hawk rồi, không biết vào trụ được không đây. Vâng, Hawk nhảy hai bên đối đầu nhau, không vào rồi. Rất quá nhiều counter của Hawk ở đây. Con Hunter đi ngược hướng rồi. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá, P.E.K.K.A một chém rồi, thôi xong rồi. Một pha đặt Hunter quá lỗi đến từ Legend, đặt hơi cao. Hai con bé kia thì đứng để ghi xem là chắc là có lỗi mạng gì không, hoặc là ghi số điểm số đặt như vậy. Thôi xong rồi, cái thẻ cuối cùng của Legend lại là một cái poison, khó để thắng được. Bên kia là ba mất và giáp, ăn được không? Một hit thôi, không được, một rồi, không được, chặn được không? Một giáp rồi, ui, thôi xong rồi. Khó quá, quá khó để có thể ăn được cái trận này. Sẽ cho cùng chat lên đây luôn, để cho nó đỡ. Ok, và set thứ 2 sẽ bắt đầu rồi. Chúng ta đã biết deck của hai bên rồi. Bet BO3 rồi. Rồi đặt bình rồi, hay lắm. Khi mà xuất phát, khi mà họ quăng barrel thì đặt bình rồi, thì vì bên kia là họ chỉ có một cái barrel rồi với một cái lót. Ok, khỏe rồi. Nhưng mà trong cái bài này khi mà gót bị nét rồi thì hơi yếu. Ban lý sẽ xử lý con preset. Họ sẽ có bảo kê không? Có bảo kê, mình nghĩ là không. Rất thông minh khi mà sử dụng gang, đặt rất đúng nhịp. Để counter barrel. Bây giờ là hai cái bình rồi. Không biết là vàng trứng này xử lý như nào đây. Hơi khó tại vì barrel vừa ra rồi và không có một spell gì. Còn đặc lục lên thì bị một chém chết luôn. Rồi đúng như mình dự đoán thì khi mà barrel vừa ra rồi thì đặt ngay một cái bình và rất là ấm thân. Tiếp tục là Ice Golem ra chặn. Vâng, ba cái bình rồi. Bây giờ thì khi mà X2 thì chắc chắn là sẽ một đàn công cực mạnh đến từ Legend. Vâng, quăng barrel như giống như của mình đấy nhỉ. Hiểu là này có xem mình là livestream không nhỉ? Chết con Dark đi rồi. Bạn đi lao rất thông minh. Một bút không? Có một bút. Đến từ Dark. Tỷ số đang mới 1-0 thôi nhưng về bằng chứng. Nhưng mà khi mà công 3 mất rồi phải có dồn được nhiều ly, dồn được nhiều gì. Có thể là một cái bình nữa không? Có một cái bình nữa không? 3 mất bây rồi. Mega Knight chạm bên kia. Tiếp tục xoay một con Ice đi. Ghost đầu ra còn con Ice nữa. Con Mega Knight mà nằm xuống thì chắc chắn là sẽ khỏe đây. Một con Mega Knight mà nằm xuống là chắc chắn là khỏe. Bandit bên kia. Thủ như thế nào đây? Thôi chết chắc luôn rồi. Hay quá. Easy. Mà chúng ta sẽ đến vào set thứ 2. EZ. Nếu mà ban đầu thằng này nó không đặt, nó biết cái deck của Legend á, nó không quăng barrel mà nó lại thả, nó sẽ giữ lại barrel để đập mình ấy, thì còn có liệu là có thắng được đấy, có thể thắng được. Nhưng mà có sự bảo kê bởi gang và một cái giáp thì cũng có. Nói chung là deck của Legend nó lại hay. Ok. Bọn tàu không live stream YouTube á, bọn tàu nó có dùng YouTube đâu không này? Chỉ có bọn bên Đài Loan mới dùng YouTube à? Ủa, lần đầu tiên lên được 200 người xem, sợ thật. Căng chứ, trong cái giải đấu như này căng lắm. À, hình như là Huy mới làm tóc hay sao, nhìn tóc đẹp thế nhỉ? Huy mới làm tóc rồi. Mặc đúng cái bộ áo này lần ngày hôm thứ 7, thứ 6. BO3. Đúng cái bộ áo này rồi, bộ quần áo này hôm thứ 7 rồi. À, hôm thứ 6 rồi. Không thay. Chết thật. Lần đầu mới Euro Spectre nhiều thế này. 200 người tập hoàn đạo thôi. Mình cũng nghĩ là vậy. Có khi ăn đề xuất. Không, Huy không phải ở Huế mà Huy ở Hồ Chí Minh thì sao, Sài Gòn đấy. Áo đó là cho đồng đội một màu không đổi được à? Nhưng mà mình nhớ là cái áo mà ở trong cũng là áo mặc hôm đấy, hôm thứ 7, à hôm thứ 6 cũng mặc hôm đấy luôn. Giọng miền Nam. Vâng, bây giờ là deck Princess. À, bếp này, bên kia lại là Mega Knight rồng mà. Lại có một cái deck lợi thế hơn rồi. Lại có một deck lợi thế hơn cho Legend. Nếu mà đánh Facing thì deck của Legend có lợi thế hơn, đánh Facing. Please talk in a little bit. Lock back bên này. Vâng, trận đấu rất căng này, từ từ chúng ta sẽ còn trận đấu quyết định để xem là đội mang về một điểm đầu tiên không. Trận đấu ra bắt đầu rồi. Xuất phát và gas và ba gang. Bandit rồi, họ sẽ dùng Ice Golem để chặn con Bandit này thôi. Xuất cho thêm rồng ngu nữa. Có một hit từ Bandit không? Lao vào đi em. Chắc chắn là như vậy, họ sẽ chặn ngay con Golem bằng Golem Ice. Họ đập nhanh đi, một hit của họ không. Chỉ có một, mày có một hit thôi, mày quá. Rồi rất nhanh khi mà chặn con Golem Ice cho đánh giật cái con rồng. Công đi nào. Gas chặn rất nhanh. Lao vào đi các em. Ăn hay quá. Tali chưa đánh. Phải rồi sao tin. Hay quá. Phải nói là cái pha mà chặn con Golem IC cực nhanh, thao tác cực nhanh đến từ Legend. Bây giờ Mega Knight họ nó yếu mà, Mega Knight yếu lại là con deck của nó lại khi mà nó bấy đi thì nó xoay rất chậm. Mà nếu mà đánh phát sinh như này chắc chắn là Legend ăn thôi. Win rồi thì chúng ta vẫn còn cái tính đánh 2v2 nữa cơ mà, còn đánh 1v1 nữa cơ mà. Mà đánh 1v1 tiếp nữa mà. Rồi, con ngựa bên kia Goblin Tower mà chém. Đúng là một điều như vậy, đó là khi mà Legend mình phát hiện ra là họ sẽ họ bắt bài được cái bài 3 mất, vì vậy là chơi ngay Mega Knight với lại Gas này. Và khi mà Legend đổi deck thế này chắc chắn là đối phương là quá bất ngờ khi mà biết là Legend chơi cái deck này. Tiếp tục là quăng barrel vì là bên kia có một cái giáp, không việc gì là phải lừa làm gì. Gì là lừa làm gì cho mệt. Thế cuối cùng là một cái poison. Một mình con hot này không làm nên nhiều thứ. Hầu như không mất máu. Stream được khoảng 1 tiếng rồi mà. Để tầm khoảng đến bây giờ 5 giờ 54 rồi, chúng ta sẽ có đến khoảng 6 giờ là xong. 6 rưỡi xem, 6 rưỡi là xong cái cặp này. Cặp tiếp theo thì mình sẽ không lấy được. Chỉ có Tali và Legend. Đây là cái giải nội bộ của Trung Quốc và họ đánh theo team. Giống kiểu là LOL ấy, chúng ta sẽ có đội team của gì đấy, Gam với lại gì đấy. Thì với cái format của cái